quý vị quay trở lại với bản tin FBNC ngày hôm nay 9 tháng 9. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong đêm giao dịch tối qua, phần lớn là do cổ phiếu Apple kéo thị trường đi xuống. Tuy nhiên thì cổ phiếu năng lượng tăng điểm đã phần nào giúp thị trường hãm bớt đà lao dốc. Kết phiên giao dịch chỉ số Dow Jones giảm 0,25%, Nasdaq giảm 0,5%, còn S&P 500 giảm 0,2%. Chỉ số Nasdaq mất đà tăng điểm 4 phiên liên tiếp khi mã Apple giảm 2,6%, mức giảm trong ngày sâu nhất kể từ khi Anh lựa chọn rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý. Hãng Apple cũng vừa cho biết sẽ không vội công bố doanh số bán chiếc iPhone mới tuần đầu tiên để hạn chế bớt những đồn đoán của giới đầu tư và chuyên gia về sức hút của các sản phẩm công nghệ này. Chỉ số nhóm ngành công nghệ thông tin của S&P 500 giảm gần 1%, dẫn đầu đà giảm của chỉ số này. Trong khi đó, nhóm năng lượng tăng 1,7% sau khi dầu thô có phiên tăng giá. Khối lượng giao dịch của thị trường Mỹ cũng giảm dần, biên độ giao dịch cũng thu hẹp trong những tháng gần đây, do các nhà đầu tư vẫn cố gắng thăm dò lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và cả sức khỏe của kinh tế Mỹ. Các số liệu kinh tế mới ra chưa đạt kỳ vọng dẫn đến những nhận định Fed sẽ chưa vội nâng lãi suất trong cuộc họp tháng này. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua. Có khoảng 6,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch thành công trong phiên vừa qua, cao hơn mức trung bình của 20 phiên gần nhất là 6 tỷ cổ phiếu. Đi cùng chiều với chứng khoán Mỹ thì sắc đỏ cũng bao trùm hầu khắp các chỉ số tại thị trường chứng khoán châu Á vào phiên cuối tuần. Thị trường Hàn Quốc kéo dài đà mất điểm từ đầu phiên, khiến cho chỉ số KOSPI giảm sâu nhất trong phiên này. Chốt phiên, chỉ số KOSPI mất đến hơn 1%, nằm trong sắc đỏ còn có chỉ số Shanghai của Trung Quốc và S200 tại thị trường Úc. Nikkei của Nhật Bản là chỉ số chính duy nhất may mắn giữ được sắc xanh, mặc dù thị trường Nhật Bản trước đó đã khởi động phiên khá ì ạch. Hàn Quốc là thị trường giảm mạnh nhất trong phiên sau khi Triều Tiên công bố đã tiến hành thử nghiệm vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Trong tâm lý tiêu cực tại thị trường Hàn Quốc, cổ phiếu của tập đoàn điện tử Samsung mất đến hơn 4% sau khi đón nhận thông tin cơ quan hàng không Mỹ khuyến cáo hành khách không nên sử dụng điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trên máy bay nhằm tránh sự cố cháy nổ pin có thể xảy ra. Tại Trung Quốc, Đại lục và sàn Hồng Kông, thị trường chứng kiến đã tăng nhóm ngành bảo hiểm và tài chính ngân hàng với một số mã nổi bật như HSBC, Standard Chartered hay Bank of China. Tuy nhiên, điểm sáng này vẫn không đủ sức vượt dậy thị trường tránh được phiên đỏ sàn. Chứng khoán Á phiên cuối tuần diễn biến trong tâm lý kém lạc quan của nhà đầu tư, một phần còn do tác động từ công bố giữ nguyên lãi suất và không nới lỏng thời hạn chương trình mua trái phiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB. Năm tưởng chừng đủ dài để vụ khủng bố 11 tháng 9 trôi vào lịch sử. Nhưng đối với nhiều người dân New York thì thảm họa năm nào vẫn còn ám ảnh, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt thể chất. Đã có rất nhiều trường hợp bị ung thư do hít phải khói độc từ vụ sụp đổ hai tòa nhà trung tâm thương mại thế giới. Mới nhìn thì có lẽ khó mà thấy được sự liên quan giữa phòng tranh tại bệnh viện Bellevue này với vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nhưng mỗi tác phẩm ở đây đều là một cách trị liệu tâm lý cho những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm họa cách đây 15 năm. Tôi đã rất cố gắng bộc lộ cảm xúc thật. Đây là điều mới mẻ vì tôi thường không thấy thoải mái để nói ra suy nghĩ của mình. Với những phương pháp trị liệu này, có thể vết thương tâm lý đang được chữa lành, nhưng những hệ lụy về sức khỏe thể chất thì lại đang hiện hữu rất rõ ràng. Hàng ngàn tấn hóa chất độc hại đã gây ô nhiễm không khí khi hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ, gây ra nhiều ca ung thư. Và Scott Matty là một trong số đó. Khói bụi dày đặc những ngày sau khi xảy ra vụ nổ, chúng tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi của sự phá hủy, của cái chết, của những gì đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm đó. Scott Matty bị mắc một loại bệnh ung thư gọi là đa u tủy xương. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh có liên quan đến vụ 11 tháng 9. Trong vòng 2 năm rưỡi qua, số ca ung thư nghi có liên quan đến thảm họa này đã tăng gấp 3 lần. Thời gian trôi qua thì có thể ngày 11 tháng 9 năm đó sẽ chỉ còn là một sự kiện lịch sử, nhưng thực sự thảm họa năm đó vẫn chưa hề chấm dứt, nó vẫn đang tiếp diễn, người người vẫn đang mắc bệnh và chết dần vì những gì đã xảy ra. New York tổ chức tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra thảm họa, ước tính đã có 75.000 người bị ảnh hưởng từ vụ này. Những nạn nhân còn sống sót và vẫn bị ảnh hưởng từ thảm họa đang nhận viện trợ tài chính từ chính phủ. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã cho phép kéo dài chương trình trợ giúp sức khỏe đối với các nạn nhân 11 tháng 9 thêm 75 năm nữa. Sau khi dư luận xôn xao về việc Tổng thống Philippines ông Duterte đã lên tiếng xúc phạm Tổng thống Mỹ Barack Obama và sau đó bày tỏ hối hận về những phát ngôn này, thì mới đây ông Obama cũng đã cho biết là ông không quá để bụng những lời nói này trong khi rời hội nghị thượng đỉnh ASEAN do Lào đăng cai vừa mới bế mạc mới đây. Tuần trước, Tổng thống Philippines Duterte đã dùng lời lẽ khiếm nhã xúc phạm ông Obama
trong lúc trả lời phỏng vấn với báo đài về việc ông Obama có thể sẽ lên lớp vị tân tổng thống này vì chiến dịch càn quét tội phạm ma túy dẫn đến hàng loạt người chết, trong đó có cả những người vô tội và cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Tôi vừa bắt tay với Tổng thống Duterte tối qua. Cuộc gặp không kéo dài lắm và tôi cũng đã nói với ông ấy rằng phái đoàn của tôi sẽ gặp gỡ phái đoàn phía ông để cùng xác định làm thế nào để hai bên đạt được những bước tiến trong nhiều lĩnh vực. Ông Obama phát biểu rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được thực hiện theo quy định, quy luật và tiêu chuẩn của quốc tế. Khi bàn về công việc ở châu Á, ông Obama bày tỏ hy vọng người kế nhiệm mình sẽ tiếp tục xúc tiến những kế hoạch tại đây để có thể đạt được thế cân bằng ở khu vực này. Mối quan tâm tôi nghe được là không phải những gì chúng tôi đang làm có vai trò quan trọng thế nào hay thành công ra sao, mà liệu những điều đó có còn được tiếp tục. Ông Obama là người ủng hộ Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây được xem là một trong những chiến lược chĩa mũi nhọn ngoại giao của Mỹ về châu Á. Tuy nhiên, việc Quốc hội Mỹ thông qua hiệp định này còn khá lu mờ. Cả hai ứng viên cuối cùng cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ của năm nay đều tỏ ra quan điểm sẽ phản đối TPP. Trong một bài phát biểu mới đây, thì Tổng thống Pháp François Hollande cho biết ông sẽ không để hình ảnh của nước Pháp bị hủy hoại trong vài tháng tới hay vài năm tới. Đây được xem là một trong những ẩn ý rõ ràng nhất cho việc ông sẽ tranh cử Tổng thống Pháp cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Trong một bài phát biểu dài về dân chủ và khủng bố, Tổng thống Hollande đã chỉ trích những người bên phía đối lập về những phản ứng quá nặng trước các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo tự xưng IS, cho thấy họ đang hủy hoại đi hình mẫu xã hội của nước Pháp. Tôi sẽ không để hình ảnh Pháp, vị thế của Pháp và sức ảnh hưởng của Pháp bị mài mòn trong những tháng tới hoặc những năm tới. Bài phát biểu của ông Hollande còn nhắc đến các vấn đề khác của châu Âu như không để cho liên minh bị tan vỡ vì chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cực đoan trong bối cảnh EU đang đối mặt với làn sóng bài EU, khủng hoảng di cư và những cuộc tấn công của IS. Mới đây, EU đã phải đối mặt với sự ra đi của một trong những thành viên lớn của liên minh là Anh. Mặc dù không trực tiếp nhắc đến Anh, nhưng ông Hollande cũng cảnh báo việc gia nhập và trở thành thành viên của EU không có nghĩa là giành lấy những lợi ích tài chính trong khối. Châu Âu không phải là một trung tâm tài chính mà là một không gian chung để chia sẻ các giá trị, nguyên tắc và để chúng ta cùng đoàn kết. Ông Hollande là một trong những lãnh đạo Pháp ít được ưa thích nhất trong thời hiện đại và không mấy được người dân tín nhiệm trong cuộc chiến chống khủng bố và lèo lái nền kinh tế. Nếu ông tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhân chuyến thăm London mới đây, thì Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk đã kêu gọi Anh nên bàn về cách thức rời EU càng sớm càng tốt. Điều này tiếp tục đặt áp lực lên tân Thủ tướng Anh Theresa May trong việc xúc tiến thủ tục ly hôn với EU. Trong chuyến thăm London vừa qua, ông Donald Tusk đã gặp trực tiếp bà Theresa May lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân Ý 23 tháng 6. Cả hai đều tỏ ra khá phấn khởi về việc sẽ bắt đầu thảo luận hậu Brexit trong vài tuần tới. Vào ngày 27 tháng 9 tới đây, các thành viên của Liên minh châu Âu sẽ có cuộc họp quan trọng tại Bratislava, thủ đô của Slovakia. Ông Tusk cũng cho bà May biết các thành viên của EU sẽ thảo luận về mối quan hệ tương lai của EU với Anh và khi nào thì nên chính thức thực hiện thủ tục để Anh ra đi. Nói một cách đơn giản, hiện tại bóng đang trong sân của phía các bạn. Tôi tin rằng nó không dễ dàng, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ sẵn sàng bắt đầu cho các thủ tục càng sớm càng tốt. Trước đó, Thủ tướng May cũng đã cho biết Anh sẽ không kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon trong năm nay. Do lo ngại trận cháy rừng lớn sẽ tiếp tục lan rộng hơn, thì mới đây lính cứu hỏa của Bồ Đào Nha đã nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng phòng không. Đám cháy đã hoành hành dữ dội tại các quận Faro, Braganca, Villarreal và Guarda. Theo thông tin đăng tải trên trang web của kênh đài truyền hình SIC Bồ Đào Nha, vụ cháy rừng nghiêm trọng tại đây đang khiến cho các nhà chức trách vô cùng lo ngại. Ở quận Braganca, miền đông bắc Bồ Đào Nha, 6 chiếc trực thăng đã được kêu gọi để chiến đấu với trận hỏa hoạn đã lan ra nhiều khu vực xung quanh. Cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia ANPC cho biết đã có 233 nhân viên cứu hộ trên mặt đất và 84 phương tiện được điều động đến đây để chữa cháy. Tình trạng khí hậu khô nóng đang gây trở ngại cho công tác dập lửa. Trong năm nay, hỏa hoạn đã tàn phá 107.000 hecta đất trong khu vực đất liền của Bồ Đào Nha, còn ở đảo Madeira có khoảng 5.400 hecta đất cũng gặp cùng cảnh ngộ. Kính thưa quý vị, cảnh sát Brazil vừa cho biết sẽ xử phạt 10 người vì dính vào đường dây bán vé chợ đen tại Thế vận hội Olympic Rio, trong đó thì bao gồm cả một quan chức cấp cao của Ủy ban Olympic. Cảnh sát Brazil cũng cho biết rất mong đợi người đứng đầu Ủy ban Olympic quốc tế, ông Thomas Bach, sẽ làm nhân chứng trước tòa cho vụ bê bối vé tại Olympic và nhấn mạnh rằng ông Bach không nằm trong diện tình nghi. Phía cảnh sát điều tra cho biết thêm, nếu ông Bach trở về Brazil, họ rất muốn được nghe ông thuật lại những gì mình biết. Vì theo như lời của những người đã bị xử phạt vì bê bối này, họ đã gặp ông Bass để yêu cầu thêm vé Olympic và ông Bass đã giao vé cho họ. Ông Bass cũng đã không đến dự khai mạc Paralympic tại Brazil hôm thứ Tư vừa qua vì lý do đến dự đám tang một người bạn ở Đức.
Ủy ban Paralympic quốc tế xác nhận ông Bach cũng sẽ không đến tham dự một sự kiện nào trong khuôn khổ Paralympic lần này. Cảnh sát Brazil đang ráo riết truy lùng những người liên quan đến vụ việc để xử phạt. Nếu bị kết tội, những người này có thể lãnh án tù từ 2 đến 5 năm. Kính thưa quý vị, vào hôm thứ Tư, thì hàng ngàn người dân Venezuela đã biểu tình dữ dội, yêu cầu có một cuộc trưng cầu dân ý để loại tổng thống Nicolas Maduro ra khỏi chiếc ghế của mình. Đây được xem là đỉnh điểm của hàng loạt những cuộc biểu tình của người dân tại quốc gia này trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng trầm trọng. Một tuần sau cuộc tuần hành tại thủ đô Caracas, những người phản đối tổng thống Maduro đã tập trung lại gần các cơ quan bầu cử cả nước, yêu cầu mở cuộc trưng cầu dân ý vào cuối năm nay. Kinh tế của Venezuela, quốc gia vốn phụ thuộc vào dầu mỏ, đã thụt lùi nhanh chóng kể từ khi giá dầu lao dốc từ giữa năm 2014. Nhưng đỉnh điểm của những cuộc biểu tình từ phía người dân chỉ diễn ra từ tình hình thiếu hụt thức ăn, nhu yếu phẩm và thuốc men. Mục tiêu mà những người biểu tình nhắm đến là 24 văn phòng bầu cử ở các địa phương đã bị cảnh sát vây chặt. Nếu Tổng thống Maduro thất bại trong cuộc bầu cử bãi nhiệm trước ngày 1 tháng 10 năm sau, thì Venezuela sẽ tiến hành bầu cử chọn lãnh đạo mới. Tuy nhiên, ông Diosdado Cabello, trợ thủ đắc lực ủng hộ ông Maduro, cho rằng không có khả năng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trong năm nay. Thưa quý vị, quan chức địa phương của Pháp vừa cho biết 45 người đã bị mắc kẹt trong cáp treo suốt đêm qua ở gần đỉnh núi Mont Blanc cao nhất châu Âu. Nguyên nhân cáp treo bị dừng là do gió mạnh. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve có đề cập đến một trục trặc kỹ thuật nhưng không nói rõ chi tiết. 4 chiếc trực thăng đã giải cứu thành công 65 người ra khỏi tuyến cáp treo trước khi trời tối, tuy nhiên vẫn còn người bị mắc kẹt. Một số người được cứu đã được đưa đến Courmayeur, phía dãy núi Alpes, quay mặt về nước Ý. Những người bị mắc kẹt được tiếp tế thức ăn và chăn mền. Lực lượng giải cứu cũng đã ở lại với các nạn nhân qua đêm. Tuyến cáp treo dài 5 cây số giữa đỉnh Allier du Midi và Hebronne, tức ranh giới giữa Pháp và Ý, có độ cao hơn 3.000 mét. Thông thường, để đi hết tuyến cáp treo này sẽ mất khoảng 35 phút.